Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương, Chủ tịch Hội nghị, kính thưa tất cả quý vị đại biểu, thì hôm nay tôi đến để trình bày với quý vị một đề tài thì có lẽ chúng ta nhìn lên cái tên thì cũng thấy rất là quen. Và có thể tôi nói rằng là nếu như mình chưa trình bày xong thì quý vị đã biết được rằng là mình nên lựa chọn cái thuốc gì rồi. Đó là thuốc giả phế quản phối hợp. Thì đấy là cái thông điệp thì mình đã biết rất là rõ rồi. Thành ra là tôi nghĩ là mình làm sao cho cái phần này nó có hơi có gì mới hơn tí, để mà sau 20 phút mình ngồi đây thì cũng học được chút vì gì. Nên tôi cố gắng tôi trình bày lại như vậy. Thì như vậy là mình có một cái trường hợp này, lâm sàng này mà tất cả quý vị có lẽ là cũng hay gặp. Một bệnh nhân lớn tuổi, khoảng độ 70-80 tuổi, bị mắc CVD từ lâu, có ho, khạc đàm đặc, khó thở nhập viện. Ý là như vậy là có một đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện. Thì mình khám mình thấy có lồng ngực hình thùng, có khoảng sân thường giãn rộng, âm phế bào thì giảm, nghe phổi thì có một ít ranh rít hai bên thôi. Thì lúc đó rất là đơn giản, đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vậy thì bác sĩ lâm sàng mình kê cái thuốc giãn phế quản nào? Mình dùng thuốc giãn phế quản đơn thuần, ví dụ như là mình dùng một cái Ventolin, hay là giãn phế quản phối hợp, mình dùng một cái Beroan. Câu chuyện dễ như vậy thôi đúng không? Không có gì đặc biệt lắm. Vậy thì bây giờ mình xem thử vì sao tôi làm điều gì? Tại vì cái sự làm cho khác biệt của một người bác sĩ với lại một người mà làm theo cái kinh nghiệm mãi, đó là mình có thể nhìn được cái lý do vì sao tôi làm việc gì. Thì như vậy bài trình bày này sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất mình xem thử cái kích thích beta 2 giao cảm đơn độc khi mình dùng đó thì được cái lợi gì và có cái nguy cơ gì. Vì sao mình lại phải đặt ra vấn đề là phải dùng thuốc giãn phế quản phối hợp. Chúng ta sẽ cùng với nhau đi lại cái cơ chế tác động của thuốc kích thích beta 2 giao cảm. Quý vị thấy ở đây, ở trên màn hình thì chúng ta sẽ có cái thụ thể beta 2 giao cảm. Khi mà cái thuốc kích thích beta 2 giao cảm nó tác động vào trong thụ thể thì như vậy nó làm cho cái adenine cyclase nó chuyển hóa cái ATP trở thành cái AMP vòng, và AMP vòng đó nó làm giãn phế quản ra. Như vậy là mình nghĩ bụng rằng, vậy là nếu một bệnh nhân có một hiện tượng co thắt phế quản trong CVD nhập viện thì chúng ta chỉ cần làm tăng cái AMP vòng lên thì nó sẽ là giãn phế quản ra. Mọi việc có phải dễ dàng như vậy không? Nhưng mà thế mà những trực hành lâm sàng thì mình thấy cũng có một số người sau ban đầu mình dùng thuốc giãn phế quản nó giãn ra, nhưng mà một lúc sau mình dùng mãi thì đáp ứng thuốc giãn phế quản nó lại càng giảm đi. Vậy cơ chế là như thế nào? Có những cơ chế nào đã làm cái thụ thể beta 2 giao cảm nó trở nên không còn nhạy cảm nữa và đáp ứng với kích thích beta 2 giao cảm kém đi, từ đó chúng ta có một nhu cầu phải dùng thuốc giãn phế quản loại khác. Đây là cái cơ chế đầu tiên. Cơ chế đầu tiên nó lại xuất phát từ chính cái thuốc kích thích beta 2 giao cảm các anh chị. Khi tôi dùng thuốc kích thích beta 2 giao cảm, bên trái thì tôi làm giãn phế quản ra, nhưng mà ngay bên phải khi chúng tích kích beta 2 giao cảm thì nó đồng thời nó tác động lên cái beta arrestin. Cái beta arrestin này khi mà nó kích hoạt lên thì nó ức chế ngược lại cái protein G ở phía bên tay trái mà anh chị thấy. Khi nó kích thích protein G như vậy thì protein G nó không còn làm cái việc vận chuyển ATP thành AMP vòng nữa. Như vậy, giai đoạn ban đầu nếu mà tôi kích thích với cái liều vừa phải, liều thấp của kích thích beta 2 giao cảm thôi thì phế quản nó có thể giãn ra được. Nhưng nếu tôi dùng tăng liều nữa, tôi lặp đi lặp lại thì sẽ có một hiện tượng trơ dần cái thụ thể beta 2 giao cảm. Đó là một điều mà chúng ta có thể lưu ý được. Khi mà có một cái kích thích vào trong cơ thể, một cái kích thích viêm mà nó kích thích không phải là qua cái hệ thống giao cảm, nó lại tác động lên đối giao cảm, thì chuyện gì xảy ra? Khi mà tôi kích thích vô đối giao cảm thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một hiện tượng tăng lên của cái canxi ở trong nội bào. Và khi tăng cái canxi trong nội bào như vậy thì cái phế quản nó sẽ bị co thắt lại. Tức là tôi kích thích đối giao cảm sẽ làm co thắt cơ trơn phế quản. Nhưng mà sự việc không đơn giản ở chỗ như vậy. Khi tôi kích thích đối giao cảm thì nó lại qua cái con đường lên phosphokinase. Thì phosphokinase ở trên trường hợp này, các anh chị nó sẽ thấy nó sẽ làm phosphorin hóa cái thụ thể beta 2 giao cảm luôn. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi tôi kích thích đối giao cảm thì tôi cũng đồng thời ức chế giao cảm luôn. Và ngay vào thời điểm đó thì cái thụ thể beta 2 giao cảm nó trở nên không còn nhạy cảm nữa. Đó là cái cơ chế số 2. Cơ chế thứ nhất là tiếp tục kích thích vô beta 2 giao cảm thì beta 2 giao cảm sẽ bị trơ. Thứ hai, nếu tôi kích thích vô đối giao cảm thì beta 2 giao cảm cũng bị yếu luôn.
Cái chuyện số 3 nữa là hiện tượng viêm. Nếu mà ở trong cái cơ thể chúng ta, nó có trong phổi chúng ta, có một hiện tượng viêm rất là nhiều với các hóa chất trung gian dẫn truyền thần kinh. Ví dụ trong trường hợp này là interleukin 1 beta. Interleukin 1 beta thì nó sẽ tác dụng lên cái mà G receptor protein kinase. Và cái G receptor protein kinase này nó sẽ làm ức chế trở lại cái protein G viên trên, làm cho cái protein G đó không có làm nhiệm vụ kích hoạt được cái beta 2 giao cảm nữa. Và như vậy tức gì? Hiện tượng viêm càng nhiều chừng nào thì cái đáp ứng của với kích thích beta 2 giao cảm càng kém chừng đó. Đó là lý do vì sao khi chúng ta cho thêm một chút cái corticoid vào, nó có thể ức chế được hiện tượng viêm đó, thì cái thụ thể beta 2 giao cảm lại trở nên nhạy cảm hơn. Đó là lý do vì sao mà có thể giải thích cho câu chuyện là khi bệnh nhân vào đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sự phối hợp thêm với corticoid nữa sẽ làm sự đáp ứng nó tốt hơn. Như vậy đó là cơ chế số 3. Khi hiện tượng viêm ở đây quá nhiều thì đáp ứng với thuốc giảm phế quản kém. Cho nên chúng ta cũng lưu ý tới một chuyện, nếu có hiện tượng viêm nhiễm trùng ở đây thì chúng ta phải khống chế đồng thời cái nhiễm trùng nữa thì kích thích cái beta 2 giao cảm mới tốt được. Đấy là những tác dụng chính của nó. Như vậy là tác dụng chính của kích thích beta 2 giao cảm sẽ làm giãn phế quản, nhưng mà tác dụng giãn phế quản đó sẽ bị suy giảm đi nếu chúng ta sử dụng beta 2 giao cảm quá nhiều lần, liều cao lên. Nếu mà có hiện tượng kích thích đối giao cảm quá nhiều hoặc có hiện tượng viêm ở trong phổi nhiều quá thì kích thích beta 2 giao cảm sẽ giảm đáp ứng. Nhưng mà lúc mà khi mà beta 2 giao cảm giảm đáp ứng như vậy thì chúng ta nghĩ rằng chưa đủ liều kích thích beta 2 giao cảm. Ta vội vàng cho bệnh nhân thêm kích thích beta 2 giao cảm nữa và điều gì đó sẽ xảy ra, đó là tác dụng phụ. Tác dụng phụ đầu tiên đó là rung cơ. Tác dụng rung cơ là một cái tác dụng phụ hay gặp nhất và nó liên quan rất là nhiều đến liều lượng. Và ta thấy rằng nếu chúng ta dùng đường hít thì nó ít hơn dùng đường uống, ít hơn dùng đường tim. Cho nên nếu mà mình cho bệnh nhân uống thì những cái bam bách cho bệnh nhân truyền cái tĩnh mạch, cái tích beta 2 giao cảm thì cái điều mà mình phải trả giá là hiện tượng rung cơ nó sẽ nhiều hơn. Ai sẽ dễ bị rung cơ khi dùng cái tích beta 2 giao cảm? Đó là những người bệnh nhân cao tuổi, những người mắc CVD. Và cái cơ chế tác dụng của nó là nó kích thích nên thụ thể beta 2 nằm trên cơ trơn. Và tích trên beta 2 cơ trơn thì nó sẽ rung lên. Như vậy một cái kinh nghiệm trên lâm sàng là gì? Khi tôi đã dùng kích thích beta 2 giao cảm mà thấy bệnh nhân bắt đầu rung cơ vậy thì phải hiểu rằng cái liều lượng kích thích beta 2 giao cảm đã cao rồi. Lúc đó chúng ta tiếp tục tăng thêm hơn liều lượng kích thích beta 2 giao cảm thì không làm giãn phế quản hơn nữa đâu, mà chỉ có tác dụng phụ nhiều hơn mà thôi. Tác dụng phụ số 2 hay gặp đó là đánh trống ngực và nhịp tim nhanh. Ở đây nữa nó cũng liên quan đến liều lượng. Vậy chúng ta tự hỏi với nhau là cái cơ chế nào làm cho một người bệnh nhân sử dụng thuốc kích thích beta 2 giao cảm nhịp tim lại nhanh lên như vậy? Cái cơ chế thứ nhất đó là do hiện tượng kích thích beta 2 giao cảm thì nó sẽ làm giãn cái mạch ngoại biên. Khi mà giãn mạch ngoại biên thì lập tức là tim nó sẽ phản xạ, nó sẽ bóp nhiều lên. Thứ hai á, là nó sẽ kích thích trực tiếp cái thụ thể beta 2, nhưng không phải beta 2 trên phế quản mà beta 2 trong tâm nhĩ. Và khi mà tích trích vô beta 2 tâm nhĩ thì nhịp tim nó sẽ nhanh hơn. Và ta nghiên cứu cho thấy rằng so với những cái tim của những loại động vật khác nhau thì tim con người sẽ có thụ thể beta 2 nhiều hơn. Cơ chế số 3 là khi chúng ta dùng liều kích thích beta 2 giao cảm cao quá thì nó không còn chọn lọc của thụ thể beta 2 giao cảm nữa, mà nó đánh vào thụ thể beta 1 ở tim. Và khi đánh vào beta 1 ở tim thì chúng ta phải trả giá bằng nhịp tim tăng lên. Đó là tác dụng phụ số 2, làm nhịp tim nhanh và đánh trống ngực. Tác dụng phụ số 3 là tác dụng hạ kali máu. Tác dụng phụ hạ kali máu đây là một tác dụng phụ nguy hiểm và khi dùng kích thích beta 2 giao cảm chúng ta phải cẩn thận. Ở đây mở ngoặc mà nói tới một điều nữa là dùng thuốc kích thích beta 2 giao cảm có thể dùng giảm kali máu trong những trường hợp bệnh nhân tăng kali máu trong suy thận chẳng hạn vậy. Đấy, chúng ta biết rằng cái hiệu quả giảm kali máu là có ở đây. Nó liên quan đến liều lượng. Và khi mà kali nó giảm xuống như vậy thì cái người ta sợ là sợ lên cái tác dụng phụ trên tim mạch. Và tác dụng phụ trên tim mạch sẽ xảy ra nhiều hơn nữa nếu bệnh nhân đó có giảm kali máu lại kèm giảm oxy máu. Trong trường hợp bị lên một cái CBD nó bị giảm oxy máu nhiều rồi mà còn thêm kali vô thì loạn nhịp nó sẽ xảy ra. Người ta hỏi với nhau rằng về cơ chế nào đã làm cho cái kali máu ở trong người bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó lại giảm nhiều như thế? Thì chúng ta xin trả lời, đó là do hiện tượng kích thích cái thụ thể beta 2 làm cho cái ion kali nó sẽ đi vào trong tế bào cơ trơn. Và đồng thời khi chúng tôi kích thích đối với giao cảm như thế, nó sẽ làm tăng tiết insulin. Và tăng tiết insulin, chúng ta biết rằng chích insulin cho glico vô sẽ làm cho kali đi vô tế bào. Và đây là cái cơ chế số 2 đã làm cái kali ở trong máu đã nhập vào trong tế bào cơ trơn. Cho nên càng kích thích beta 2 giao cảm nhiều chừng nào thì kali máu sẽ
giảm. Cái kinh nghiệm rút ra là gì? Khi tôi sử dụng kích thích beta 2 cho giảm bệnh nhân, phải lưu ý cái tình trạng hạ kali máu trên bệnh nhân CVD và đợt cấp. Nghiên cứu vừa rồi ở Đại học Y ở thành phố Hồ Chí Minh mà trong các bác sĩ nội trú làm, thì người ta thấy đến 34-35% bệnh nhân là có hiện tượng giảm kali máu. Đấy, cho nên là mình phải hết sức thận trọng. Tác dụng phụ nữa là giảm oxy. Rất là lạ, khi mà chúng ta thấy bệnh nhân CVD vô đợt cấp, nó co thắt phế quản, nó giảm oxy máu, mình nghĩ rằng dùng cái thuốc giảm phế quản nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng oxy máu lên, nhưng lại có một số trường hợp khi dùng thuốc giảm phế quản oxy máu lại giảm nữa. Và ở đây cũng liên quan đến liều lượng nữa. Điều may mắn rằng cái hiện tượng giảm oxy máu đó nó chỉ giảm khoảng 5 mm thủy ngân thôi. Nhưng mà ai sẽ giảm nhiều hơn? Những người bị CVD nặng, những người đó thì cái PaCO2 nó không phải giảm 5 đâu, nó sẽ giảm 8, 9, 10. Và đây là cái điểm mình hết sức quan trọng. Những người nhẹ thì mình dùng liều thấp, thì những người liều thấp thì giảm ít thôi. Những người nặng thì oxy đã giảm sẵn rồi, mình lại dùng liều cao kích thích beta 2 giao cảm. Và mình phải lưu ý đến hiện tượng giảm oxy máu do chuyện đó. Cơ chế nó là gì? Cơ chế của cái cơ thể của mình á, là một khi mà oxy máu giảm xuống thì cái phế quản nó đang co thắt lại, thì những cái mạch máu mà cung cấp cho phế quản đó sẽ được phản xạ co lại để cho đảm bảo cái thông khí tưới máu nó được cân bằng với nhau. Bây giờ chúng tôi dùng kích thích beta 2 giao cảm thì tôi mình giãn cái phế quản đã bị co thắt phía trước ra, nhưng mà khi tôi dùng kích thích beta 2 giao cảm thì cái mạch máu mà nó bị co trước nó giãn ra, là máu tưới vừa vùng đó nhiều nhưng mà phế quản nó chưa giãn ra kịp, cho nên làm cho hiện tượng bất xứng thông khí tưới máu nó nhiều hơn lên, làm giảm oxy máu. Cho nên chúng ta hãy lưu ý tình trạng đó khi mà điều trị cho bệnh nhân CVD được cấp, lúc đó coi chừng oxy sẽ bị giảm. Và cái cách mà mình dùng là cần phải bổ sung oxy thở vào cho bệnh nhân. Nó có thể tác dụng đến chuyển hóa, cũng liên quan đến liều lượng nữa. Nó thường xảy ra khi dùng đường toàn thân, nó ảnh hưởng đến đường tăng insulin, tăng axit béo tự do, tăng đường huyết, tăng piruvat và lactam. Như vậy thì tóm tắt về kích thích beta 2 giao cảm đơn thuần là thuốc mà chúng ta vẫn hay dùng là gì? Nó là tác dụng thông qua cái tăng AMP vòng trong tế bào cơ trơn phế quản. Hãy lưu ý rằng cái tác dụng nó sẽ bị giảm đi khi nào? Khi chúng ta dùng liều cao, kéo dài, nó sẽ làm trơ tụ thể beta 2 giao cảm. Khi mà có hiện tượng kích thích đồng thời đối giao cảm ở trên bệnh nhân đó, nó sẽ bị giảm. Thứ ba là có yếu tố viêm làm ức chế đáp ứng của thụ thể beta 2. Và tác dụng phụ sẽ có khi chúng ta dùng liều cao kéo dài, đó là những tác dụng phụ rung cơ, nhịp tim nhanh, hạ kali máu, hạ PaCO2 và rối loạn trên vấn đề chuyển hóa. Vì những lẽ như vậy, người ta suy nghĩ rằng liệu cái sự phối hợp của kích thích beta 2 giao cảm với kháng cholinergic có đem lại điều gì cải thiện về cái khả năng giãn phế quản của bệnh nhân và làm giảm đi tác dụng phụ của kích thích beta 2 giao cảm nhiều quá hay không? Đây là cái cơ chế rất tác dụng. Một lần nữa chúng ta nhìn thấy khi chúng ta kích thích đối giao cảm quá nhiều ở đây thì có hiện tượng tăng canxi ở trong nội bào, co thắt phế quản, và đồng thời sự xuất hiện của diacin glycerol đã làm cho cái creatinine nó đã bị hỏng đi rồi, làm cái G protein nó bị mất hoạt tính, làm cho cái kích thích giao cảm nó sẽ bị kém đi. Bằng cách ức chế đối giao cảm thì có hiện tượng gì xảy ra? Khi ức chế đối giao cảm thì chúng ta thấy đối giao cảm nó đi vô, nó làm cho cái canxi ở trong nội bào không có tăng hơn nữa, như vậy nó không gây hiện tượng co thắt phế quản. Nhưng mà đồng thời ức chế đối giao cảm ở trong này, nó cũng cắt luôn cái chuyện là hỏng đến cái protein G, như vậy nó làm giải phóng ra cái giao cảm. Như vậy là dùng đối giao cảm vào thì không những làm bớt hiện tượng co thắt cơ trơn phế quản mà còn làm tăng hơn nữa hoạt động giãn phế quản của kích thích beta 2 giao cảm. Và đồng thời ngược lại thì beta 2 giao cảm nó cũng ảnh hưởng lên con đường đối giao cảm, làm cho hiệu quả của đối giao cảm nhiều hơn. Như vậy ở đây không phải là câu chuyện 1 cộng 1 bằng 2 nữa, mà đấy là câu chuyện của 1 cộng 1 bằng 3, nghĩa là kích thích beta 2 giao cảm cộng ức chế cholinergic, ức chế tụ thể M3 sẽ có hiệu quả giảm phế quản nhiều hơn là cả hai thuốc phối hợp lại một cách đơn thuần. Sự phối hợp của kích thích beta 2 giao cảm và ức chế cholinergic nó còn được sự phối hợp về mặt vị trí tác động nữa. Ở đây chúng ta thấy ở trên cái sơ đồ này nó có những vị trí thụ thể của beta 2 giao cảm và thụ thể của muscarinic. Nếu như phụ thể của muscarinic nó tập trung nhiều hơn ở vùng trung tâm thì thụ thể của beta 2 giao cảm vừa trung tâm vừa ngoại biên. Như vậy nếu tôi phối hợp được cả hai thuốc cùng một lúc thì chúng tôi về mặt vị trí sẽ làm tăng được hiệu quả của giảm phế quản nhiều hơn nữa.
điều đó đã được khẳng định rất là rõ ràng trên thử nghiệm lâm sàng. Ở trên thử nghiệm lâm sàng này, khi người ta sử dụng indacaterone là một thuốc kích thích beta 2 giao cảm bởi hai cái liều lượng khác nhau, là liều lượng 100 là một liều lượng 300 microgram và liều lượng 600 microgram, người ta nghĩ rằng, người ta tin rằng với cái liều lượng tăng của indacaterone sẽ làm giãn phế quản nhiều hơn. Nhưng không, quý vị thấy ở trên cái biểu đồ này, cái hiện tượng tăng của FEV1 là không xảy ra khi vô tăng cái liều indacaterone đến 600 microgram. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ dùng cái indacaterone đó, chúng ta chỉ dùng cái liều thấp thôi, nhưng mà ta phối hợp với glycopyrrolidone là một loại anti M3, tức là kháng cholinergic, thì chúng ta thấy hiện tượng cải thiện của cái FEV1 lên những 300ml lần. Như vậy là gì? Khi chúng tôi tăng liều hơn nữa kích thích beta 2 giao cảm, chúng ta không tăng thêm hiện tượng giãn phế quản. Thay vì chuyện tăng lên thêm, chúng ta hãy phối hợp thêm với anticholinergic, và cái sự quản thiện ở đây là rất ngoạn mục. Điều đó đã được khẳng định rất là rõ qua những chủng loại thuốc kích thích beta 2 giao cảm và anticholinergic khác nhau. Ví dụ như ở trong trường hợp này là người ta sử dụng tiotropium kết hợp với olodaterone. Thì tôi xin nhắc lại là hồi nãy người ta dùng indacaterone kết hợp với glycopyrrolidone, còn đây là inolodaterone kết hợp với tiotropium. Điều đó cũng xảy ra tương tự khi sự phối hợp của kích thích beta 2 giao cảm và anticholinergic đã mang lại hiệu quả giãn phế quản nhiều hơn là hai cái đơn lẻ. Còn ở trong đợt cấp, khi người ta sự phối hợp của phenytoin và ipratropium bromide là một cái loại thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, thì điều mà chúng ta đã có được với thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài cũng diễn ra ở đây, nghĩa là hiện tượng giãn và cải thiện cái FEV1 nhiều hơn rất là nhiều. Chính vì những chứng cứ như thế cho nên đến khuyến cáo của Gold vào năm 2021, xin thưa quý vị là bây giờ chúng ta đã có cái Gold 21 rồi, trang 47, thì đã nói rằng so với tăng liều một thuốc giãn phế quản lên thì việc phối hợp thuốc có cơ chế tác dụng khác, ở đây là một cái anticholinergic, nó sẽ làm tăng hiệu quả cái thuốc giãn phế quản và giảm tác dụng phụ. Tại sao giảm tác dụng phụ? Tại lúc bây giờ chúng ta chỉ cần cái liều kích thích beta 2 giao cảm y thường, do vậy chúng ta sẽ không bị cái tác dụng phụ của kích thích beta 2 giao cảm gây ra. Thì kết hợp Saba Sama thì sẽ tốt hơn từng thuốc thành phần trên cái cải thiện chức năng của phổi, cải thiện triệu chứng hô hấp là khó thở và ho. Và các điều trị đợt cấp của CBD á, thì ở đây chúng ta thấy rằng trong hướng dẫn của Gold thì chúng ta sẽ dùng thuốc giãn phế quản, dùng corticoid toàn thân và dùng kháng sinh để có thể làm được điều đó. Vì sao dùng corticoid toàn thân? Chúng ta biết rằng nếu mà có hiện tượng viêm đang diễn ra thì kích thích của cái beta 2 giao cảm trên tụ thể sẽ bị kém, cho nên corticoid ở đây nó có vai trò. Vì sao phải dùng kháng viêm? Bởi vì nhiễm trùng cũng sẽ làm cái đáp ứng với cái thuốc kích thích beta 2 giao cảm giảm đi. Đó là lý do vì sao mà có sự phối hợp của cả ba cái thứ đó ở trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt về cái việc kết hợp của kích thích beta 2 giao cảm và ức chế cholinergic như thế nào. Thì đây, cái phối hợp này khi nó gùng lại với nhau như vậy thì nó sẽ làm giãn được phế quản thông với qua cơ chế là tăng AMP vòng của kích thích beta 2 giao cảm và giảm đi cái nồng độ canxi ở trong nội bào của cái anticholinergic. Và cái tác dụng nữa là tác dụng thông qua cái tương tác đồng vận của hai thuốc trên các cái vị trí tế bào. Và tác dụng của giãn phế quản sẽ tăng với cái liều beta 2 thấp hơn, nó cho phép tác dụng phụ của cái điều trị của kích thích beta 2 giao cảm đơn thuần giảm đi. Như vậy chúng ta có thể áp dụng trên thực hành lâm sàng ra sao? Thế như vậy chúng ta sẽ tùy với mức độ nặng nhẹ của bệnh. Bởi vì nếu mức độ nhẹ thôi, chỉ cần kích thích beta 2 cảm liều thấp được rồi. Nhưng nếu mức độ nặng hơn, sự co thắt phế quản nhiều hơn, thì nơi đó là phải viện dẫn đến vai trò của thuốc phối hợp vừa kích thích beta 2 giao cảm, vừa anticholinergic giống như trong hình này. Làm sao có thể nhận diện được cái tình trạng nặng nhẹ vừa như vậy? Thì có lẽ tất cả quý vị đã rất quen thuộc với cái hướng dẫn của Gold này rồi để phân ra loại này. Thì nếu như bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào đợt cấp phải nhập viện thì được tính là nặng, và đấy chính là đối lượng chúng ta cần phải dùng kết hợp cả kích thích beta 2 giao cảm và anticholinergic. Và đây là những cái tiêu chí mà bệnh nhân cần phải nhập viện. Ví dụ triệu chứng nặng lên một cách đột ngột, bệnh nhân có siêu hấp, bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng mới, bệnh nhân không có đáp ứng với điều trị ban đầu, hoặc là bệnh nhân có những bệnh đồng mắc nặng, hoặc là không có phương tiện chăm sóc tại nhà, thì Gold 2021 đã nêu rõ rất điều đó. Và trong khi bệnh nhân nhập viện thì chúng ta sẽ phân ra ba cái nhóm là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nặng nhập viện nhưng mà chưa có siêu hấp, hoặc là có siêu hấp mà chưa đe dọa tính mạng, hoặc là siêu hấp mà có đe dọa tính mạng rồi. Thì cái này đã được ghi rất là rõ trong Gold 21.
Ở đây chúng ta phải lưu ý đến dụng cụ cầm hút thuốc. Thì ở trong cái đợt cấp thì khi người ta dùng dụng cụ phun khí dung, nó sẽ đem lại cái hiệu quả cho bệnh nhân rất là tốt. Tuy nhiên trong nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu chúng ta dùng đường xịt mà qua cái buồng đệm thì cũng có hiệu quả tương đương như vậy thôi. Nhưng mà riêng tôi nhận thấy rằng đã vô đợt cấp rồi thì phun khí dung nó vẫn là hiệu quả hơn. Và đây là những cái liều lượng mà mình có thể sử dụng, thì lặp lại mỗi 2 giờ trong 2-3 giờ đầu và lặp lại mỗi 2-4 giờ tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Và cái điều đó cũng được lặp lại trong cái phác đồ của Bộ Y tế Việt Nam năm 2018. Và đấy là một trong những cái cơ sở pháp lý quan trọng mà quý vị đồng nghiệp có thể sử dụng để đưa vào cái phác đồ điều trị ở trong cái cơ sở y tế của chính mình. Thế khi mà điều trị như vậy thì chúng ta sẽ phải theo dõi cái hiệu quả của nó về tri giác, về tư thế như thế nào, về hô hấp. Ví dụ chúng ta xem thử mức độ khó thở, về lời nói của bệnh nhân ra sao, nói nguyên câu, nói từng từ, về tần số thở, về co kéo hô hấp, ran rít ran ngáy âm phế bào, về SpO2. Hãy lưu ý phải theo dõi SpO2 trong khi điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bởi vì sẽ có hiện tượng giảm oxy khi mình đang dùng thuốc giảm phế quản cho bệnh nhân. Mình phải hết sức cẩn thận cái chuyện như vậy. Theo dõi các tác dụng phụ thì chúng ta sẽ có những tác dụng phụ của kích thích beta 2 giao cảm, giống như tôi vừa nói, có run cơ, có nhịp tim nhanh, rồi nó có bị hạ kali máu, nó có hiện tượng là giảm PaO2. Và tác dụng phụ của cholinergic cũng có ở đây, ví dụ khô miệng, rối loạn vị giác, bí tiểu, tăng nhẹ biến cố tim mạch hoặc tăng nhãn áp. Bây giờ vấn đề quan trọng là gì? Tôi đã dùng thuốc giãn phế quản như vậy rồi, kết hợp cả kích thích beta giao cảm và anticholinergic, nhưng bệnh nhân vẫn chưa đáp ứng. Điều gì đã xảy ra? Chúng ta lại tiếp tục tăng liều hơn nữa hay làm gì? Thì tôi cho rằng ngay thời điểm này không phải là lúc tiếp tục tăng thêm liều hơn nữa của kích thích beta 2 giao cảm và beta và anticholinergic, mà chúng ta phải hoãn lại để trả lời câu hỏi vì sao bệnh nhân lại không đáp ứng. Thì đấy là những cái câu chuyện sau đây. Một là đợt cấp CBD hay là suy tim cấp, coi chừng mình đã chẩn đoán nhầm. Một người bệnh nhân lớn tuổi có khả năng nó đã có bệnh mạch vành sẵn rồi, hôm nay nó vô một cái nhồi máu cơ tim và đẩy vào suy tim, và khi vô suy tim như vậy thì nó triệu chứng dọa phù phổi giống như là một đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta đã chẩn đoán nhầm cho nên chữa nó không đáp ứng. Hoặc là đây đúng là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi, nhưng nó còn ẩn ở đâu đó một yếu tố thúc đẩy, yếu tố nhiễm trùng, đặc biệt là có viêm phổi hay không. Thì lúc đó chúng ta phải trả lời điều đó để dùng kháng sinh xem thử bệnh nhân có khạc đàm đổi màu và tăng thể tích đàm hay không. Thứ hai, bệnh nhân có hạ kali máu không, hạ magie máu hay không. Bởi vì những hai cái thứ đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Chúng ta phải bù cho đủ. Yếu cơ hô hấp là điều rất là quan trọng, rất là hay xảy ra trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mình cứ nghĩ rằng bệnh nhân khó thở quá là tại vì bệnh co thắt đường thở, nhưng không, đó là do yếu cơ hô hấp nhiều quá rồi. Lúc đó chúng ta sẽ xem thử tần số thở bệnh nhân có nhanh hay không, sự co rút của cơ phụ có nhiều hay không, biên độ thở nó càng lúc càng giảm hay không. Lúc đó không phải là vai trò của thuốc giãn phế quản nữa, mà lúc đó là vai trò của thở máy không xâm lấn, thở bypass thì sẽ làm được. Thì trên thực hành lâm sàng thì tôi có kinh nghiệm là lúc đó hãy nghe cái phổi, nếu thấy phổi còn ranh rít ranh ngáy nhiều thì chúng ta hãy nghĩ đến hiện tượng có co thắt phế quản. Nhưng mà nếu ranh rít ranh ngáy đã giảm rồi, chỉ còn để lại một cái tình trạng là phổi mà âm phế bào nó giảm đi thôi, thì coi chừng lúc bây giờ không phải vai trò thuốc giãn phế quản nữa, mà phải là thở máy không xâm lấn. Nó có thể có tràn khí màng phổi, và đặc biệt ở trong tràn khí màng phổi của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chỉ tràn một tí thôi chứ không tràn nhiều. Và như vậy là mình xem phim X quang là mình phải coi thật kỹ cái màng phổi lá tạng nó như thế nào để nhìn ra một hiện tượng tràn khí nhỏ như vậy. Nhỏ thôi cũng có thể làm cho đợt cấp nó nặng lên, và lúc đó phải có vai trò sẽ chặt dẫn lưu ra thì mới chữa được cái đợt cấp như vậy. Và cuối cùng là phải kiểm tra tuân trị. Tuân trị ở đây không phải là bệnh nhân không chịu phun khí dung, mà cái máy nó đã đến tuổi nó được nghỉ ngơi rồi. Thì sau khi chúng ta dùng một thời gian vậy thì cái máy phun khí dung á, cái bộ phận mà nén khí nó rất là kém. Nó nén khí rất là kém như vậy thì nó không tạo khí dung hạt nhỏ được. Làm sao có thể kiểm tra được? Thì chúng ta sẽ lưu ý cái mặt nạ bệnh nhân đục lên mặt như vậy này, phun lên, nếu như ở trên cái mặt nạ nó có hiện tượng bám những hạt khí dung và lắng động trở lại thì những hạt nó rất là lớn rồi. Nó bắt buộc là phải tạo thành một màng xương khí dung mà không bám ở trên cái thành của mặt nạ thì cái máy đó hãy còn tốt. Thì nếu mà thầy hiện tượng như vậy thì tốt nhất anh chị phải thay ngay cái máy khác cho nó về nghỉ ngơi đi. Thì bây giờ thì nó sẽ điều tốt hơn. Thì đây chính là không tuân trị do máy. Vậy tôi xin kết luận cái bài trình bày của mình với những ý sau đây. Cái đặc tính và phân bố, đặc tính phân bố của các thụ thể ha, và cơ chế tác dụng của thuốc giãn phế quản trên thụ thể beta 2 giao cảm và thụ thể anticholinergic là cơ sở cho sự phối hợp của SABA và SAMA. Thì SABA và SAMA nó giúp cải thiện chức năng phổi, giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng, giúp giảm nhập viện cho đợt cấp hơn là SABA đơn độc.
và vì hiệu quả rõ ràng hơn. Khi đợt cấp nặng thì hiệu quả sẽ rõ và tác dụng phụ của nó sẽ ít hơn so với việc là mình tăng cái liều SABA đơn độc. Vậy thì SABA SAMA sẽ ưu tiên chỉ định cho đợt cấp CBD nặng. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp.